Đi cái cây đi gan. Hên mới về có một bữa mà nó quen, nó không cắn nè bà nội. Mắc đuôi. Chó này khôn. Mà lúc trước cũng qua ít bận rồi, cũng chắc cũng quen rồi. Chứ mới về có một bữa mà cắn kỳ quá. Để đại chút nha, giặt cà bông. Đồ nguyên nhà nè, đóng vậy ta. Dạ, thưa má. Gần sang nhặt đồ hả bạn? Dạ, nhặt đồ má. Ở đây thấy quen chưa? Dạ. Ở đây thấy quen chưa? Dạ quen má. Không được không? Dạ được. Rồi sang đâu rồi? Ảnh mới đó, anh đi đâu rồi má? Mới này nãy thấy ảnh ở đây giặt đồ. Giỡn con đi đâu rồi? Sáng thì dọn dẹp. Còn ba nó thì đi ruộng làm. Ở nhà thì dọn dẹp vậy đó. Cơm nước. Dạ. Rồi giặt, giặt đi rồi vô má mượn chút coi. Dạ. Má vô đi con vô. Má kêu gì ta? Ổng mất tiêu trời. Giờ má mà kêu biết gì chồng nói chuyện tự nhiên. Sáng ơi. Sáng. Sáng ơi. Sáng. Ổng đâu ta? Mới đây mất tiêu rồi trời ơi, giờ má mà kêu nói chuyện biết nói gì trời. Sáng ơi. Dạ má kêu con. Ngồi ghế đi. Dạ. Sang má kêu con rồi. Gì má? Sang đâu rồi? Ảnh đi đâu mất tiêu rồi, nãy con kêu mà không ai nghe, ảnh ta trả lời trả dốt gì hết trơn á. Má nói này, con đừng nói nó nha. Sao má? Dàn cưới đó con đi đứng đồ ngoài đường đeo không tốt, gửi cho má cắt cho. Rồi chừng nào có gì đâu rồi má đưa cho đeo. Dạ. Thì lọc hết luôn má. Lọc hết thì gửi má cắt rồi sau này cũng vợ chồng bay chứ tao đó lấy làm gì. Thì tao giữ giùm cho. Dạ má giữ. Chiếc lắc rồi má. Ừ để nó đi. Này xi men biết sao gửi. Tuột ra. Một chiếc má. Chướng. Lọc hết luôn má. Ừ, lột hết đi rồi cắt chừng nào đi đâu rồi má đưa cho đeo. Chượng chiếc con đeo nha, ha, lọc hết luôn. Lột hết đi đeo một chiếc, đeo một chi mất công. Nhìn cho nó sáng da rồi. Hết luôn rồi má. Ừ, trời ơi bộ lột mà tiếc hay gì. Lột cắn, cho cắn tay đeo. Mấy mốt có đi đâu tao đưa cho đeo chứ tao đâu lấy chi đâu mà hỏi hoài vậy trời. Này gỡ không ra. Gỡ chưa được hả? Không ra mất. Sao gì đâu đâu đưa coi. Được chưa mất? Vậy chứ có gì đâu, sao bây khó gỡ dữ vậy? Biết nãy con gỡ hoài nó không ra. Sợi chiền này lột luôn má. Ừ, gỡ lột luôn, gỡ má cắt đi. Đeo chi giờ, đeo ra đường, đeo vàng vòng đâu tốt.
dưới thì nó không ra, nó không ra. Mày gỡ làm sao đây, mày gỡ đi, gỉ không ra làm sao giờ, không thấy đường nữa. Nào giờ con đấu đeo vàng đâu biết nó đeo làm sao đâu, rồi ra mất. Nhớ chiếc nhẫn nữa. Quỷ cứng quá. Mà chắc hay gì gỡ hoài không ra. Nào đưa gỡ đây. Không ra mắt. Cứng ngắt. Đâu nói sợ mà đâu còn gỡ không ra. Sao chặt như vậy, hôm đó đo ni rồi mà. Còn chiếc nhẫn đâu? Nhẫn gì mắt? Chứ nhận cưới á. Nãy giặt đồ là lỏng quá rồi con bỏ trong buồng rồi, chút vô lấy đưa má luôn. Lấy rồi lát đưa hộp đồ đựng nha, mấy cái hộp hay cất hả? Dạ. Hôm chồng kêu bỏ trong tủ, bỏ trong tủ rồi. Nãy giặt đồ thì ba xà bông nó trơn rồi. Mà chiếc nhẫn nó lỏng nữa rồi nó vuột ra rồi con sợ mất, rồi con gỡ ra. Con bỏ trong buồng cất trống. Đâu đưa coi. Máy chừng gãi tay kìa. Sao này cứng ngắc. Trời má gỡ sao hay, con gỡ hoài không ra. Rồi. Mấy cái hộp đâu lấy đựng nè, đựng nè, đựng này vô. Dạ chút con vô lấy. Mà còn đá bông. Dạ. Thì đá bông của kỳ má con cho. Má cho. Má rượu con với cho con dành đeo. Còn đá bông cưới đâu? Bông cưới hôm chồng con đi đâu về cái nó kêu tháo ra rồi ảnh làm gì á. Về vậy chiều về má hỏi ảnh coi con đâu biết đâu. Vậy chừng nào nó về kêu nó đưa má cắt luôn. Hôm đang nằm thì ảnh đi đâu về hất hát hải thì kêu lột đôi bông ra. Anh nói ủa anh, hôm anh nói má kêu lột mà. Thì lột ra rồi giờ không thấy thì hỏi. Rồi lấy ra hộp đi đặng đựng nè, cắt dạ. Cho nè má. Gửi tiền má tháng này má. Gửi má 3 triệu. Chồng con gửi má sau nha. Tháng này được nhiêu đây đây hả? Dạ. Bộ tháng này không có tăng ca hả? Không má, này con không có tăng ca. Sao nghe chị hai nói có tăng ca con không tăng ca hả? Bả xưởng khác, con xưởng khác bên bả thiếu làng làm hàng kịp gì tăng ca, còn bên con không tăng ca nên tiền ít. Tháng này lãnh có 4 triệu mà. Đưa má 3 triệu mua đồ ăn ở chợ rồi. Thôi hôm nay mốt mà nghỉ đi, ở nhà má mướn ruộng mà. Tháng này lãnh có nhiêu đây. Nhà này tháng 3 triệu làm được cái gì. Biết mà ít tháng nghỉ mất. Thì là ấy thì coi mốt làm đơn xin nghỉ đi. Ở nhà má mướn ruộng thêm mà. Khổ khỏi thì làm công ty. Trồng lúa hả? Trồng gì má? Trồng rẫy, trồng trồng bắp, trồng đồ bán. Kiếm tiền. Khỏi làm công ty. Đó tiện con thì sang đưa má sao nha.
Con đi xuống nhà dưới nha. Làm lãnh có 4 triệu à, ăn hết 3 triệu còn chưa vừa lòng nữa. Ủa đấy cát chú bạn. Nhà chú Chí xây xong chưa? Xong rồi mà chưa xong còn tô nữa. Còn tô hả? Trời ơi, hang nhỏ gì quậy. Nay công đông dữ người ta. Nhà xây xong chưa chú Chí? Chưa hả? Chưa? Tưởng xây rồi. Lót gạch men mấy mét? Chưa nền xong hả? Ủa nó xúc cát cho ổng hả cô Tư? Ôi sơ xúc đóng mình tới chừng nào xong ta? Trời chuyển mưa rồi. Ủa này cát cát lắp hai cái xây cô Tư? Lắp hả? Cứ một mình hả? Trời ơi, coi giờ không biết tiền bạc đâu đi nè. Hả? Trời đất ơi, để kể cho nghe. Mới đưa má bà 3 triệu mà bác còn không vừa lòng nữa. Sao vậy? Bà mặt vui mặt buồn. Bà hỏi tháng này có nhiêu đây hả? Tháng này có nhiêu đây hả? Mặn trong khi mặn có 4 triệu đâu có tăng ca què đâu mà tiền nhiều. Đưa 3 triệu mà có chưa vừa lòng cái mặt một đống à. Tao mặn có 4 triệu ví dụ người ta đi đám còn giờ giữ trong người có 1 triệu à. Rồi cuối tuần con tháng cũng đổi ga. Rồi mua dầu ăn rồi nước mắm, muối đồ. Rồi đi cũng đi một cái chợ mua đồ ăn. Còn có 1 triệu lòng mà đưa bố 3 triệu bá chưa vừa lòng nữa, bá mặt vui mặt buồn. 3, 4 triệu. Bà nói tháng này đưa nhiêu đây đây, tháng này đưa nhiêu đây đây. Đổi nhà này 3 triệu mà ẩn gì, xài cái gì. Không lấy đưa bán chục triệu tiền đâu ra, không lấy hốc hụi đưa bà hết luôn. Chán vậy sợ. Chắc móc mượn tiền bà đếm cưới quá. Hả? Chú ba hả? Cô Tư hả? Ba có tiền không? Trời xe nó chạy ghê quá. Sát vô cũng chạy. Ủa rồi làm xong chỗ nào cô Tư? Làm xong chỗ bà Đan luôn hả? Chưa làm xong, này đổ ở dưới chứ chưa. Đó ở dưới hả? Rồi cái mương lắp luôn hả? Lắp hết. Hả? Vô dưới hả? Để chút vô chổng coi coi. Rồi nhìn chú hai cũng mệt dưới trời. Bà có nhà không? Chú nội đóng kìa. Chú nội chống hả? Nay gần đám cưới còn từng đám cưới rồi. Nay ngồi xuôi nhăn đeo vàng đỏ luôn hả? Móc ra. Móc ra quậy có nhặt sống gì không? Ra quậy nhảy đầm nhảy ơi múa đâu. Đó ông Mười thấy chán chưa mà đưa 3 triệu bà còn chưa vui nữa. Đưa hết luôn rồi mình lấy giống gì mình ăn mình xài cũng chuyện nữa. Cả năm không dám mua bộ đồ luôn, có tiền đâu mua. Còn có 1 triệu mà. Chứ không có tiền xài giờ làm sao vậy? Kể cho người nghe xíu không biết mà nhà chồng làm sao không sao. Chứ con mần có 4 triệu con đưa bà 3 triệu mà. Rồi bà đổi gì nữa mà bà không chừa lòng, bà mặt vui mặt buồn. Đưa hết rồi mà mình công xài công chuyện, ví dụ người ta mời đám cưới sắp tới đám cưới nè mà hiếm hai nè thì tiền đâu đi. Không có đưa. Sao? Bà đâu đưa phải bà đưa cũng được nè, bà đâu đưa đâu rồi. Mình đưa đàn chồng cũng đưa luôn. Bà hốt lấy luôn, hai chồng bà hốt luôn. Không đi vô nấu cơm, mời vô nha Tư. Ủa có miếng nước cho miếng nước nha. Nước đá hả?
Này nước đá, nước gì? Thôi nhà trà đá. Thôi lạc lạc chứ ngọt quá, tiểu đường chết. Hôm nay kia cũng đường, không dám ăn đường nhiều luôn. Ăn vô nha. Ra bà Sáu nhiều chuyện đây. Bà có nhà không ta? Bực cái mình ghê. Có 4 triệu đưa hết 3 triệu chưa vui nữa. Đi vô đây. Đi. Mẹ bà nuôi có 2 con chó à. Chúng bắt ăn hết con ăn mẹ đi. Mấy con dịch vật quỷ ma đó. Bà có nhà không ta? Ủa? Ổng đâu? Là ủa, này bắp cho bò ăn hả? Đồ đẹp dữ trời. Trời ơi, bực cái mình quá, qua nhiều chuyện bà nè. Này mới đưa tiền tháng cho bà. Má chồng đó. Này đưa hàng tháng, đưa tiền tháng cho bà đó, đưa nãy tháng lãnh có 4 triệu đưa bà 3 triệu bà chưa vui nữa. Bà là tháng này có nhiêu đây, tháng này nhiêu đây nè. Bắt đầu lấy hết luôn phải không? Bắt đầu lấy hết luôn rồi. Bà hỏi, ủa tháng này không có tăng ca hay sao tiền ít vậy? Tại có bà chị hai, chị chồng đó, bà cũng làm chung công ty đó, mà bà làm xưởng khác. Em làm xưởng khác. Rồi bên chị hai, bà có tăng ca đó, rồi tiền nhiều hay gì đó. Rồi về học với bà đó, rồi bà mới biết. Chắc 6-7 triệu á, giờ mình đưa 3 triệu rồi bà không có vui. Bà đã, tháng này nhiêu đây, tháng này nhiêu đây vậy hả? Rồi nhà này 3 triệu xài được gì? Kêu bà đi làm đi. Thì bán nhà không chứ làm gì đâu, mình tháng nào ở không ta đưa 3 triệu còn chưa vui nữa. Thì bà đi ra, giờ bà muốn vậy muốn đòi tiền nhiều, bà đi ra bà làm đi, bà đánh nhiều. Thì vậy, bà vậy mới nói. Đưa 3 triệu rồi, hàng tuần cuối tuần mình còn đi chợ. Đi chợ ví dụ như nấu canh chèm, canh chua, nấu canh chua. Mua cá điều hồng cũng mấy chục ngàn, rau rác rồi, rồi cũng gần cả 100 ngàn mẹ rồi. Giờ mà mình tháng 4 triệu, lần 4 triệu đưa 3 triệu, mình còn có 1 triệu. Mà cứ từng nấu ăn ngon ngon lần hết 100 mấy 200-300. Rồi đồ bộ không dám mua bận luôn, cả năm có 1 bộ đồ á. Rồi người ta ai mà đám cưới không dỗ không vải thôi nâu gì đó, rồi tiền nào đi. Thì cũng để dành tiền mình đi chứ giờ bà lấy hết mình lấy gì mình xài. Bà đợi mướn ruộng cho mặn rồi đứng bằng công ty nữa. Để bà dỗ bà đi làm đi, bà làm tháng bà lãnh 5-6 triệu. Bà già rồi giờ ai mà mướn cái nào mặn. Bực mình nó qua kể cho bà nghe nè. Bớt bực cái mà nực nội nó nóng lắm. Hôm nay nóng quá trời rồi, quạt máy cũng không cho bà bắt nữa. Bắt cái hai chồng bắt xíu cái nằm yên hiu cái bà mà lại bà tắt. Kỳ khôi ghê. Bà la tốn điện, trong khi bà tổng 2-3 cái quạt chổng luôn, cái treo tường còn cái đứng nữa. Tháng bà đóng nhiêu tiền điện mà bà la. Trời ơi tôi đóng không cho bà có đóng đâu. Mà đóng nhiêu? Mấy trăm á. Trời ơi bên đây tôi đóng 400 mấy mà tôi còn không đóng. Dữ vậy? Có bắt quạt nhiều không? Có máy lạnh gì không? Không có máy lạnh mà có quạt máy với bơm nước tưới đồ á. Mua tưới á hả? Đưa 500 ngàn thôi, 4 ngàn à. Trời ơi, coi gì hết 94 ngàn. 96 ngàn nội. Thôi 46. Thôi 4 ngàn. Coi gì 496 ngàn. Nhà còn không la một tiếng kìa. Bà có má chồng ở đây, bà với ổng mà. Chồng má chồng chứ, tội xài hà tiện chứ. Tiền nhưng mà nó đưa 3 triệu mình còn dằn bụng, dằn ủ lộn, dằn túi mình 1 triệu. Rồi tiền điện, tiền nước mình cũng hốt luôn, mình cũng đóng luôn. Vậy mà bà muốn đưa hết rồi thì ta tới thu tiền điện nước rồi tiền đâu trả. Như tối không biết là bả vô bà bắt bà quạt nhà, tù tối là vô tôi bắt liền à. Ui lúc này hầm quá, vô phải bắt liền chứ hồi chịu được gì nổi. Còn gặp mấy cái buồn này có cửa sổ đâu. Trưa bà nằm bà ghen á, bà ghen bà nó nực quá đâu có bắt. Ban ngày thì giảm lợi bớt thì ban ngày ví dụ lấy quạt mo quạt đỡ thường được, có gió hỏi nè, có ổng đi làm á, ổng đi làm gì ổng kêu bắt thì bắt. Ừ chứ tối nực quá chịu không nổi. Ổng hầm rồi ổng gầy mưa đâu, cái đâu có mưa mình đây đâu. Kỳ mới về, mới hồi đám cưới về đang giặt đồ cái bà cũng kêu đưa vàng mà cất, rồi tới nay mất tiêu luôn. Bà vàng cưới đó mất tiêu luôn, giờ tiền hàng tháng đưa nhiêu đó còn chưa vừa lòng nữa. Muốn lấy hết thì người ta lấy gì ta xài. Chắc bà sợ đem về dưới má, nuôi má dưới á. Cái gì nữa thì... Trời ơi, coi má người ta cũng có tiền chứ. Bà má người ta con cái cũng nhiều. Mấy anh trai ta cho chứ.
mắc gì ta lấy chồng người ta gửi cho nuôi. Nhiều khi về dưới rồi bả cho tiền em thêm nữa chứ em có cho tiền bán cắt nào đâu. Bả muốn 4 triệu đưa 4 triệu cũng đưa ba triệu rưỡi bả không nói tiếng nào á. Giờ nhiều khi tháng nào hấp lương rồi giống như là mỗi mấy cứ mấy tháng là bả đội lên lương lần vậy đó. Giống như bả như con bả như là chủ công ty vậy đó. Lên lương cứ ít tháng lên lương lần, tháng lên lương lần. Hồi xưa là mới về là đưa hồi xưa đi mai có 2 triệu mấy hà. Đưa bán 1 triệu rồi cũng vui vẻ rồi má chồng con dâu vui vẻ đâu. Xong từ từ cái cứ Tết cái bả lên 1 triệu rưỡi. Lên 1 triệu rưỡi cái lên 2 triệu, cái lên 2 triệu rưỡi. Bây giờ lên 3 triệu. Bả là như cái gì vậy đó, lên lương hàng tháng hàng năm vậy đó. Ô mà má chồng khó khăn ác đói quá. Bây giờ đưa 3 triệu rồi chưa vừa lòng. Rồi đòi mướn ruộng mần nữa. Cho nghỉ công ty hả? Ừ. Làm đi làm công ty về nghỉ làm ruộng làm sao nổi. Bả kêu nghỉ giờ nghỉ chứ sao vẫn lại chờ cãi lời bả rồi chồng chửi sao? Chửi dỗ ông làm đi. Ông đừng đi nhậu đi. Mệt quá trời. Nay ông cưa cây ở đâu? À, đi làm. Ủa ông cưa hay làm gì? Đi làm chính đơ á. À gắn vậy hả? Ờ làm chỗ đám ruộng ngoài đó. Ủa bằng nhà hả? Đâu chính đơ mua miếng đất cái thằng gì thằng Phụng ngoài á. Thằng Phụng đào đất đó. Là đào đất hay làm gì? À đi giờ dựng cột rồi đặng kéo gào với đổ đường đan gắn ống nước bơm. Bữa nào kêu ổng ra ấy giùm cái võng. Đóng cái võng là cổng có cây sẵn không ha, còn đem cây qua không? Không, mà có cây thì đem cây, còn không cây thì đem tay tới luôn. Ừ. Võng có con cái nhiều khi bà ấy bả chanh phơi bả chanh đó cho quạt máy cho nó khô quá rồi bán rồi không có võng nằm nực quá trời. Bả ngủ trống hả? Vô rồi. Vô trong đây hả? Ừ. Trời ông này bắt nhạc nghe lớn quá ha. Bắt nhạc cái lương quá trời. Nãy hát nhạc ngon thấy mẹ không tôi để nghe. Nè, ui phát cái lương gì nè, phải là Lệ Thủy Phượng Liên đồ á chứ mấy này không thích. Mấy thích mấy ông bà già xưa ca. Nghe hay lắm. Mạnh Bình Phi Nhung nghe cũng hay vậy. Ừ. Thôi đi về, về nấu cơm nữa. Trời ơi tôi bực mình. Ôi đừng kể ai nha má. Ta nói cho bà nghe thôi chứ bà đừng kể ai rồi người ta học nói má chồng nó má cạo đầu á. Bực mình quá rồi qua kể mà nghe ngửi xíu á. Mặt thì sợ má chồng. Má chửi rồi chồng nó hành mình, nó sợ nhậu xỉn vậy nó hành mình. Chứ bà không lẽ mà bà xách cây bà đánh mình. Có thằng chồng nó có hiếu với bà nó nghe lời bà không à. Thôi về nha sao? Về nấu cơm. Trời ơi, té.